Thánh trên đường đi, kính thưa ông bà anh chị em ở hội thánh Grand Rapids, Michigan, nhân cơ hội buổi tối hôm nay thứ sáu chúng ta có chương trình thờ phượng của hội thánh trên đường dây và tôi được có cơ hội để chia sẻ lời của Chúa. Thưa các ông bà anh chị em, một sư lễ thành kiến với tôi đã đi đến một cái kết luận là chúng tôi sẽ cùng hiệp tác với nhau để chia sẻ một cái đề tài chung, và chúng tôi sẽ liên tục chia sẻ đề tài này với cái chủ đề chung, đó là từ ngồi rồi đi rồi đứng rồi đến cái ngồi đứng và đi. Như vậy thì chúng tôi có 6 bài là 6 cái chủ đề liên quan đến cái đời sống của người Cơ Đốc. Riêng cái ý niệm về ngồi đi rồi đứng là một cái ý niệm bắt đầu từ một mục sư người Trung Hoa tên là ông Nghe Thất Thanh. Hơn 50 năm về trước, ông nghiên cứu về sách Ê-phê-sô và ông đi đến kết luận rằng tác giả Ê-phê-sô đã nói đến 3 cái chủ đề rất là rõ ràng ở trong Kinh Thánh. Thứ nhất là ngồi, thứ hai là đi và thứ ba là đứng. Ông sẽ chỉ chọn 3 cái từ này giống như là 3 cái động từ, 3 cái hoạt động này để chỉ về cái đời sống, chỉ về cái phước hạnh, cái địa vị của một người đã tin nhận Chúa. Là người đó được ngồi với Đấng Christ, rồi sau đó người đó cùng đi, tức là ăn ở như một người con cái của Chúa. Và thứ ba là người đó đứng lên để mà chiến đấu với những thế lực của ma quỷ, là những người luôn luôn sẵn sàng để cám dỗ chúng ta và dẫn chúng ta đi xa Chúa. Rồi một sư lễ thành kiến cũng có cái idea về truyền giáo. Ông nói rằng chúng ta phải xây dựng một cái mô hình của hội thánh gồm có ngồi, rồi đi, xin lỗi, đứng, rồi đi, ngồi, rồi đứng, rồi đi. Nó tương tự với nhau nhưng mà có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hay như là ngồi là đồng ngồi với Chúa. Rồi đi tức là ăn ở như một người có Chúa. Rồi thứ ba là đứng lên để mà chiến đấu với ma quỷ, để chiến thắng ma quỷ. Nhưng mà ngồi ở trong ý niệm truyền giáo thì có nghĩa là chúng ta ngồi thờ phượng Chúa, giống như chúng ta đang ngồi thờ phượng Chúa và học lời của Chúa. Rồi chúng ta đi tức là chúng ta đứng lên là để chúng ta phục vụ, và chúng ta ra đi là chúng ta để truyền giáo. Như vậy thì ngồi, rồi đi đứng, rồi ngồi, đứng đi là những cái từ để chỉ chúng ta biết về cái đời sống người theo Chúa cũng như đời sống người hầu việc Chúa. Thì hôm nay tôi dựa vào Ê-phê-sô đoạn 2 để cùng với ông bà anh chị em suy nghĩ về cái đề tài là ngồi với Chúa. Và cái việc ngồi là một cái ý niệm hết sức là đặc biệt ở trong Kinh Thánh. Tôi nhớ ông David ngày xưa, ông có một người bạn là Jonathan. Ông Jonathan qua đời để làm đứa con là Mephibosheth. Mephibosheth bị tai nạn gãy chân, là què chân, đi không được. Nhưng mà vì tình bạn của David với Jonathan, cho nên khi David lên làm vua đó, thì ông đã cho phép Mephibosheth đến hoàng cung và ngồi chung bàn với David và các hoàng tử công chúa ở trong cung điện của David. Từ một người không có ra gì hay là một người bị tàn phế, bây giờ được ông vua ông cất lên cùng ngồi bàn với vua và hoàng gia, thì đó là một cái đặc ân. Rồi chúng ta cũng nhớ rằng ngồi thì Chúa có nói rằng một mai đây chúng ta sẽ được ngồi chung với các thánh đồ như là Abraham, Isaac, Jacob trong nước của Chúa.
Như vậy thì cái ngồi ở đây đó là một cái địa vị, ngồi ở đây là một cái đặc ân, ngồi ở đây là một cái trách nhiệm mới mà Chúa ban cho. Vì vậy là một con cái của Chúa, chúng ta được ngồi với Đấng Christ. Mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta được ngồi với Chúa trong các nơi ở trên trời. Và đây là một cái đặc ân mà Chúa ban chúng ta khi chúng ta được về với Chúa, được đồng trị với Chúa. Tuy nhiên thưa ông bạn chị em, để được ngồi với Chúa như ngày hôm nay, chúng ta đang ngồi trong đền thờ, chúng ta đang ngồi với Chúa, chúng ta có một địa vị làm con trai con gái của Chúa là một phước hạnh vô cùng lớn lao. Amen. Cho nên cái niệm về ngồi rất là quan trọng. Ở trong sách Ê-phê-sô, ngồi đây là một cái ơn phước, ngồi đây là một cái địa vị, ngồi đây là một cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta. Nhưng mà để được ngồi như vậy đó, thì ông Phaolô có nói rằng chúng ta có trước và có sau. Trước khi chúng ta được ngồi và sau khi chúng ta được ngồi. Trước khi chúng ta tin Chúa và sau khi chúng ta tin Chúa. Bây giờ trước khi tin Chúa thì Kinh Thánh mô tả rằng chúng ta là những người đã chết. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác của mình. Chúng ta là những tội nhân đáng chết. Giống như hai tên cướp bị đóng đinh trên thập tự giá đã bị lên án chết và đang bị tử hình chết. Chúng ta biết rằng có một người đã trở lại tin Chúa và người đó sống. Còn cái người kia không tin Chúa thì chết luôn. Thì ông Phaolô nói rằng trước đây anh em là những người như đã chết trước mặt Chúa Trời. Cái chữ chết ở đây nó khiến chúng ta liên nghĩa đến ba loại chết. Thứ nhất là chết thể xác. Chết thể xác là sự phân cách giữa xác và hồn. Ai trong chúng ta rồi cũng phải chết cái phần xác này. Tức là sự chia lìa, sự chia cách giữa phần hồn và phần xác. Thứ hai là chết tâm linh. Phân cách giữa tâm linh chúng ta với Chúa. Không bao giờ gặp nhau. Đó là chết tâm linh. Nhưng mà còn chết đời đời là đời đời chúng ta không còn gặp Chúa nữa và chúng ta xa cách Chúa mãi mãi. Và đó là số phận của những người chết. Khi Chúa nói với bà ông Adam và với ba rằng một mai ngươi ăn chắc sẽ chết, thì cái chết đó là sự chia lìa, sự phân cách giữa thể xác và linh hồn và giữa con người với Đức Chúa Trời. Chết là chia lìa, chết là mất, chết là ngăn cách. Cái chữ chết ở đây cũng khiến chúng ta suy nghĩ rằng có những người đang sống mà dường như đã chết. Nghĩa là bề ngoài thì họ cũng giống như có pho tượng vậy thôi. Nhưng mà trong lòng không có sự sống. Và cái hình ảnh này thì nó liên quan đến người xung quanh chúng ta. Trước khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta chết. Mặc dù chúng ta đang sống giống như bao nhiêu đồng bào của chúng ta đang sống, nhưng mà trước mặt Chúa họ đang chết. Ví dụ như là một cái cành hoa, khi mà cắt đứt cây với cái gốc của nó thì nó đang ở trong cái quá trình chết. Mặc dù là bề ngoài nó vẫn còn xanh tươi, còn đẹp như vậy đó, nhưng mà thực sự nó đang chết bởi vì cắt đứt với mối liên hệ với cái gốc. Thì có một thế ấy, một người không tin Chúa là đang bị chết. Mặc dù bề ngoài đó họ giống như mọi người khác, nhưng mà họ không có liên lạc nhiều nữa với Chúa. Chính vì vậy mà khi chúng ta tin Chúa là không phải là tôn giáo mà là mối liên hệ. Chúng ta nối lại mối liên hệ với Chúa. Chúng ta là trở nên con trai, con gái, là một mối liên hệ hữu cơ giữa chúng ta với Chúa. Giống như là khi chúng ta sinh đứa con thì đứa con nó có liên hệ với chúng ta. Thì cái hình ảnh chết là một cái hình ảnh chúng ta cần phải nghĩ rằng trước khi tin Chúa chúng ta chết. Và Đức Chúa Trời xem chúng ta là những người đang chết. Và số phận của những người đang chết là mãi mãi xa cách Chúa. Và ông Phaolô nói rằng chúng ta chết vì lầm lỗi và tội ác của mình. Cái nhiều khi chúng ta nghĩ giữa
tôi bị chết là vì tôi mắc cái tội này, tôi mắc cái tội kia. Nhưng trong định nghĩa của Kinh Thánh là vì anh là tội nhân cho nên mới làm tội. Chứ không phải vì anh làm tội cho nên mà anh trở thành tội nhân. Chúng ta là những tội nhân cho nên chúng ta phạm tội. Giống như là một con cọp hay là một con beo vậy đó. Cái bản tính của con cọp, con beo là ăn thịt, là cấu xé, là tàn sát. Thì cái bản tính của con người chúng ta không ai dạy chúng ta. Chúng ta cũng là tham lam, cũng là dối trá. Và Kinh Thánh nói là lòng của người ta là dối trá hơn muôn vật. Cho nên ngoài Chúa, nếu không có được sự tái tạo, chúng ta là chết. Chết trong quá phạm, trong tội lỗi của chúng ta. Chết là trật cái mục tiêu. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mọi người đều đã phạm tội, cho nên Chúa mạng Đức Chúa Trời mọi người đang chết. Ông David nói rằng mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi. Như vậy Chúa mạng Đức Chúa Trời, dù chúng ta là người có địa vị cao trong xã hội, hay là giàu có, hay là đẹp đẽ bề ngoài, nhưng mà đối với Chúa chúng ta đang chết vì chúng ta không có mối thông công gì với Chúa cả. Điểm thứ hai nữa, một người ngoài Chúa đó là một người đang bị trị bởi một cái thế lực mà Kinh Thánh mô tả ra là thế gian, ma quỷ và xác thịt. Một người đang chết thì đang bị thống trị bởi thế gian. Thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa dạy rằng chớ yêu thế gian, hoặc là chớ làm theo thế gian, chớ làm bạn với thế gian. Thế gian không phải là những ngôi nhà chúng ta thấy hay là cái thành phố chúng ta thấy, nhưng mà là những cái nguyên tắc bị ma quỷ nó thống trị, nó dẫn chúng ta xa cách Chúa. Và chúng ta ít nhiều thì cũng bị thế gian chi phối. Thế gian nó liên quan đến tất cả những gì chúng ta đang sống ở trong đời này, những sự cám dỗ xung quanh chúng ta. Rồi thế gian là những cái bận rộn khiến chúng ta không có dành thời giờ cho Chúa. Những người chết trong thế gian thì bị thế gian ảnh hưởng mà nhiều khi không có thấy. Bị điều khiển ở đằng xa mà họ không có thấy. Vì vậy xin Chúa giúp đỡ cho để chúng ta là những người sống rồi đó, chúng ta mới thấy người chết là như thế nào và chúng ta tránh để khỏi bị ảnh hưởng. Người chết là bị ảnh hưởng bởi thế gian. Điều thứ hai là người chết bị điều khiển bởi ma quỷ. Kinh Thánh nói rằng chỉ có những người nào trở lại tin Chúa mới là con của Chúa, còn cả thế gian đều ở dưới quyền của ma quỷ. Khi tổ phụ của chúng ta phạm tội thì đã tự nhiên đã mất cái quyền quản trị thế giới này, và ma quỷ nó lợi dụng, nó cướp luôn cái quyền đó, và Đức Chúa Trời cho phép nó hoàn hành cho đến ngày chung cuộc. Khi Chúa tái lâm thì Chúa quăng ma quỷ xuống hỏa ngục. Nhưng mà ngày hôm nay nó còn sống, nó vẫn tiếp tục quấy phá chúng ta. Và chúng ta sẽ có cơ hội học biết thêm về ma quỷ, về những mánh khóe của nó, về những cái lợi khí của nó, sự dụ dỗ của nó, sự kiên trì của nó. Ma quỷ vẫn tiếp tục còn sống để kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Cái Thánh nói là ma quỷ là chúa của thế gian này. Ma quỷ là hoàng tử của thế gian này, là vua chúa của thế gian mờ tối này. Nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao Chúa lại không có diệt ma quỷ đi. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài cho phép ma quỷ thời gian cho đến ngày chung cuộc với toàn thế giới này. Ma quỷ như thứ tử rống để rình mò xung quanh chúng ta. Ma quỷ giống như là che và bày của Chúa và làm cho tan tác, không có tiết bày đâu. Ma quỷ vẫn tiếp tục làm việc, cho nên chúng ta vẫn đang ở trong cuộc chiến thuật lên và chúng ta phải cảnh giác gần với Chúa để luôn luôn cách thắng. Ngoài ra thì cái người mà chết thì cũng bị điều khiển bởi xác thịt. Xác thịt là những cái tham muốn ở bên trong của chúng ta. Xác thịt là rõ ràng là những cái
cảm giác thỏa mãn dục vọng, những ham muốn của tâm trí. Xác thịt là những người ta gọi là hỷ nộ ái ố đó, những cái bản chất ở trong con người của chúng ta làm cho chúng ta muốn tự chủ lấy mình, muốn điều khiển đời sống của mình, muốn theo ý mình mà không theo cái ý Chúa. Và đây là cái tình trạng trước đây của chúng ta khi chúng ta chưa biết Chúa, và đây cũng là tình trạng của nhiều người ở ngoài Chúa, và họ đang bị nô lệ mà không biết. Họ bị ảnh hưởng bởi thế gian, bởi ma quỷ và bởi xác thịt. Những cái người ngoài Chúa thì chẳng những chết, chẳng những bị trị, nhưng mà Kinh Thánh còn nói rằng còn ở dưới cơn thành nộ của Chúa. Tất cả những người ngoài Chúa đều đang ở dưới cơn thành nộ của Chúa. Kinh Thánh nói rằng ai tin Chúa thì được cứu, ai không tin Chúa thì bị hư mất. Ai tin Con thì được sự sống, ai không tin Con thì ở dưới cơn thành nộ của Chúa Trời. Chúng ta thường thường nói với nhau rằng ồ, Chúa là đang yêu thương. Chúng ta quen thuộc với ý niệm Chúa yêu thương, và chúng ta muốn nói cho mọi người khác biết về tình thương của Chúa. Nhưng thưa ông bà, anh chị em, Kinh Thánh nói rõ ràng là người không có Chúa đang ở dưới cơn thành nộ của Chúa. Kinh Thánh cho biết, ngày xưa khi nhìn thấy loài người gian ác thì Chúa dùng nước luộc để quỷ phá họ. Chỉ cứu một số ít người công bình còn sót lại. Rồi dân Israel cũng bị hình phạt. Rồi Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vẫn còn tiếp tục chờ đợi để đến ngày chung cuộc, ngày hình phạt một lần đủ cả cho ma quỷ và những người theo ma quỷ. Thì chữ thành nộ là cái cơn giận mà Kinh Thánh thường nhắc đến, là xin Chúa giúp đỡ giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ của Chúa. Nếu chúng ta chưa được Chúa cứu, chúng ta vẫn đang ở trong cơn thành nộ của Chúa. Và đây chính là cái tình trạng của những người không có Chúa. Mặc dầu họ là những người đẹp, họ là những người giàu, họ là người sang trọng. Và đây cũng chính là lý do mà chúng ta nhờ ơn Chúa để cho họ thấy họ đang ở trong cái tình trạng xa cách Chúa hoàn toàn. Họ phải ăn năn để được sự cứu rỗi. Nhưng thưa các bạn, chị em, Kinh Thánh lại cho chúng ta cái hình ảnh tươi mới hơn, là nhân Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Chẳng những Chúa thành nộ vì cớ chúng ta là những người có tội, nhưng mà Kinh Thánh nói là Chúa đang thương xót. Kinh Thánh nói rằng vì cớ lòng thương yêu lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Chúa. Và đây là một cái việc hoàn toàn nhờ ân điển, bởi đức tin mà chúng ta được, không phải bởi chúng ta. Kinh Thánh nói rất là rõ, đó là sự cứu rỗi của Chúa, sự thương xót của Chúa là hoàn toàn bởi ơn huệ của Chúa. Chúng ta được là nhờ đức tin của chúng ta, bởi đức tin của chúng ta nhận. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy có hai điều, là từ một người chết thì Đức Chúa Trời đã làm chúng ta sống lại. Và từ chỗ sống lại, Chúa là nâng chúng ta lên là đồng ngồi với Chúa Giê-xu. Và đây là một cái phước hạnh thuộc linh rất là quý báu, mà chính chúng ta nhiều khi chúng ta quên. Là chúng ta đang sống và chúng ta đang ngồi với Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đây là một cái địa vị cao quý mà ngày mai chúng ta cũng sẽ đồng ngồi với Chúa ở cái nơi trên trời, trong một cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt giống như Chúa Giê-xu vậy. Thưa ông bạn chị em, tôi rất là thích cái hình ảnh của lời Chúa nói về một mai đây chúng ta sẽ ngồi chung bàn với các thánh. Từ một người rất là tầm thường, Chúa là nâng chúng ta lên và cho chúng ta một cái địa vị cao cả là ngồi chung bàn với những thánh đồ. Rồi Chúa nói chúng ta cũng được đồng trị với Chúa. Rồi Chúa lại nói về những cái hình ảnh đồng ngồi với Chúa trên các nơi trên trời là một cái phước hạnh về sự giàu có vô hạn của ân điển Chúa mà Ngài ban cho chúng ta.
Điều này nói lên là chúng ta không không có dự phần gì để chúng ta được cái địa vị đó cả. Chúng ta không có trả một đồng xu nào để được cái điều đó cả. Nhưng mà Chúa đã trả hết. Chúa đã phó mạng sống của Ngài vì chúng ta. Chúa làm hết những điều cần thiết làm để chúng ta được có địa vị sống. Chính vì vậy mà cái việc ngồi trong cái ý niệm của Ephesos là quan trọng. Và xin Chúa giúp đỡ cho để cho chúng ta ý thức mình là người đang ngồi với Chúa, đồng ngồi với Chúa. Tại sao Chúa lại cho chúng ta được cái ân điển như vậy? Kinh Thánh nói rằng hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Đức Chúa Trời tỏ ra là một đấng giàu có hay là một cao thượng, Ngài ban cho không đòi giá, ân điển vô biên của Chúa ban cho, và đây là một cái phước hạnh đặc biệt mà Chúa ban cho chúng ta. Và điều này cho chúng ta thấy được cái sự cứu rỗi của Chúa không phải bởi việc làm. Và đây, cái đoạn hình này, nếu chúng ta hiểu thì chúng ta mới thấy rằng ngày hôm nay chúng ta được cứu không phải bởi chúng ta theo tôn giáo này hay theo tôn giáo khác, hay là chúng ta dâng hiến cái này hay dâng hiến cái khác, chúng ta làm việc này hay là việc khác. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta được địa vị ngồi với Chúa là hoàn toàn bởi ân huệ của Ngài. Tôi suy nghĩ đến cái hình ảnh của ông David mà tôi đã nói lại, đã nhắc với ông bà anh chị em về về địa vị của Mephibosheth, là một người bị từ bỏ, một người bị tật nguyền, một người nghèo khổ. Cho đến một ngày thì ông được vua David gọi ngồi chung bàn với các hoàng tử, các công chúa trong triều đình của David. Nếu người ta hỏi ông Mephibosheth tại sao ông được ngồi ở trong cung điện, tại sao ông được ngồi chung bàn với các hoàng tử, thì thưa ông bạn chị em, điều duy nhất mà ông có thể nói đó là tại vì cha tôi, có mối liên hệ với ông vua này nè, cái này ông thương, ông cho tôi được hưởng như thế này. Mà mai đây thưa ông bạn chị em, nếu ông bà có ai hỏi là tại sao ông được lên thiên đàng, tại sao ông được ngồi với Chúa, thì chúng ta cũng có thể nói là hoàn toàn tại nhờ Chúa Giêsu thôi. Và đây chính là một cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Ma quỷ luôn luôn tìm đủ mọi cách để chúng ta cậy cái sức của mình và tự hào về mình, hoặc là nói là tôi muốn đóng góp vào sự cứu rỗi. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng đây là sự ban cho của Chúa. Chúa cho không vậy? Không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Không phải bởi việc làm. Nếu mà bởi việc làm thì có người nói rằng tôi làm nhiều hơn cho nên tôi mới được xứng đáng được cái vị này, địa vị này. Có người nói rằng tại tại vì anh ít làm hết cho nên không có được địa vị này. Nhưng mà Đức Chúa Trời ban chúng ta là một cái món quà như không, như nhau, ai cũng được hưởng và được ngồi với Chúa. Nhưng thưa ông bạn chị em, nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại ở cái chỗ câu 8, câu 9 là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được cứu. Nhưng mà chúng ta quên cái câu 10, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Câu này nói rằng địa vị như ngày hôm nay là có một điều Đức Chúa Trời muốn nâng chúng ta lên, làm chúng ta sống lại để chúng ta làm việc Chúa muốn giao chúng ta làm. Kinh Thánh nói rằng chúng ta được cứu để làm lành, chứ không phải làm lành để được cứu. Nhưng mà làm lành là làm cái gì? Kinh Thánh nói rằng dựng nên trong Chúa Giêsu để làm việc lành mà Chúa sẵn sàng trước thì chúng ta làm theo. Có gì cho chúng ta thấy là một cái việc, một cái lần riêng hả, khả năng riêng, như tự nhiên không ai giống như ai. Người thì Chúa giao cho làm mục sư, người thì Chúa giao cho làm truyền đạo, người Chúa giao cho làm chấp sự, người Chúa giao làm chồng, làm vợ, làm con cái. Nhưng mà tất cả đều có thể làm cho người Chúa.
và nó thích hợp với cái khả năng, với ân tứ mà Chúa dành cho đời sống của mình. Cho nên tóm lại, ngồi trong Chúa là một phước hạnh, nhưng mà cũng là một trách nhiệm. Thì tôi ước ao mà anh chị em sẽ tiếp tục theo dõi cái đề tài ngồi rồi đi rồi đứng. Sau đó chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái chuyện ngồi để thờ phượng Chúa, rồi đứng lên để phục vụ, nhưng mà ra đi để truyền giáo. Hôm nay chỉ mới suy nghĩ sơ sơ thôi là ngồi với Chúa, rồi sau đó chúng ta ăn ở như một người con cái của Chúa, rồi chúng ta đứng lên là chống lại ma quỷ để giữ đức tin và chiến thắng. Nhưng mà sắp tới đây chúng ta cũng sẽ học ngồi để thờ phượng Chúa, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng đứng lên để phục vụ và phải ra đi. Đó là điều đẹp lòng Chúa và đó là việc Chúa giao cho chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước trên hết thảy mọi chị em để tiếp tục ngồi rồi đi rồi đến, rồi sau này chúng ta tiếp tục ngồi để thờ phượng Chúa, rồi chúng ta đứng lên để phục vụ, nhưng mà phải ra đi để truyền giáo. Đó là những việc Chúa giao cho chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước trên hết thảy ông bà anh chị em. Amen.